Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Ok, hôm nay mình lại quay trở lại với chỗ quen thuộc của anh mình lướng đồ các bạn ạ. Hai thằng chào các bạn đi. Tôi Văn Tiến, chào lắm chào anh em. Tôi Đơn Trà, chào lắm chào em. Ok, hiện tại anh mình đang quay buổi trưa rất là nắng luôn đó, gọi là nắng vãi cả chóng luôn đó. Anh mình đang hôm nay sẽ thực hiện clip đó chính là mực một lắng, gọi là lướng sa tế các bạn ạ. Mình sẽ ướp sa tế vào mực một lắng này. Con mực một lắng mình mua khi mà mua nó đóng đá mang đến đây, bởi vì trời nóng quá nên là nó tan hết cả đá ra, nó chảy nước ra. Bây giờ anh mình gọi là ướp sa tế các thứ để anh mình đi lướng nó, cho anh mình thưởng thức để xem ngon hay không. Đánh chén. Đó, anh mình quay buổi trưa lắng lôi rất là vất vả nên là rất mong được mọi người ủng hộ bằng cách cho chính là like video này thật là nhiều, và hãy ấn chia sẻ đến để cho các bạn của bạn biết đến kênh của anh mình, để anh tức là để khi mà các bạn chia sẻ thì các bạn của các bạn ấy sẽ nhìn thấy cái kênh của anh mình và xem video của anh mình và đăng ký kênh cho anh mình, thì tức là đã ủng hộ anh mình rất là nhiều rồi đó. Mình chỉ cần các bạn thực hiện những hành động đó để ủng hộ anh mình thôi. Ok, bây giờ anh mình gọi là sẽ đi ướp sa tế để như mình lướng mực một lắng này các bạn ạ. Đó. Đánh chén. Và đánh chén nó thôi. Ok, giờ anh mình sẽ đi ướp luôn các bạn nhá. Anh mình đã chuẩn bị hai lọ sa tế này. Đây, hai con mực đây rồi. Tiến sẽ bỏ mực vào cái chậu này. Xong bắt đầu đổ sa tế vào để anh mình ướp các bạn ạ. Biết bóc sa tế không Đôn Trà? Hả? Đó, các bạn ơi. Úi giời, các bạn này. Nó kiểu như nó lướng qua, nó gọi là phơi qua một lắng rồi nên là mực nó rất khác cái kiểu mực sống các bạn ạ. Nó hơi cứng cứng rồi đó. Không biết ăn món này thế nào. Bọn này thì chắc chắn là chưa được ăn cái món này rồi. Được ăn chưa? Chưa. Bọn này chắc chắn là chưa được ăn cái món mực một lắng này các bạn ạ. Mực khô có lẽ bọn nó sẽ đã ăn rất là nhiều rồi, nhưng mà mực một lắng thì chưa ăn bao giờ. Đấy, hôm nay mình sẽ lướng ở ngoài đồng, anh mình ăn luôn ở đây. Nghĩ nói đến không mà đang chảy hết cả nước miếng rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy mực một lắng chưa? Nhìn rất là ngon luôn. Đổ luôn vào Tiến, đổ luôn vào, anh mình ướp luôn mà. Bốc cái này đã. Không phải bóc, tí lướng đấy. Đổ hết cả sa tế vào. Úi giời. Siêu cay luôn các bạn nha. Chưa trộn đã thấy ngon. Nhìn không nữa thấy bắt mắt rồi. Đấy. Rồi đổ hết vào, luôn chè đổ hết vào luôn. Đổ hết đi. Rồi bây giờ gọi là sẽ lấy tay đảo lên. Đấy, trộn nó vào. Hơi mất vệ sinh một tí nhưng không sao các bạn ạ, bởi vì anh mình làm dân dã ở ngoài đồng, nhìn cho ngon mắt. Nhìn không ngon mắt chưa? Ai đang nhìn thấy ngon mắt chưa? Rồi. Rồi cái này mà ăn thì vẫn làm miếng sống các cái kẽ của nó này. Cái kẽ ở rìa này. Đấy. Đó, bây giờ anh mình sẽ ướp và anh mình đi gióm củi và một lát nữa anh mình sẽ lướng các bạn nhá. Đây anh mình gọi là đã đốt xong củi rồi, bây giờ anh mình sẽ lướng nó các bạn nhá. Mình sẽ san ra, gọi là lấy than nó không cho nó cháy đâu. Đó, đấy kia lên đi. Để lên, đúng rồi, để thế. Bên kia đó. Lắng vậy. Vẫn đang cháy đây. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh. Rồi, bây giờ anh mình sẽ gọi là để mực lên, nhưng sau đó khói nhiều thế nhỉ? Đợi tí nhưng mà. Rồi, nào cho lên đi. Rồi, cho lên. Rồi, để cái râu dài kia. Để cho nó giữa ra giữa đi. Ok. Rồi, một cái nữa bên này. Khói quá. Hơi khói các bạn ạ. Nhìn sa tế nhìn mắc ngon luôn các bạn ơi. Hút khói. Đó các bạn ạ. Nhìn rất là ngon rồi. Để đợi, chỉ cần đợi nó chín thôi. Với đây canh nhá Tiến nhá. Cho dâu lên ông chả. Ừ, cho dâu. Cho gì gì lại bằng bằng không? Được chưa? Đó. Okay. Ngon quá các bạn ạ. Mùi khi mà lướng lên mùi sa tế quá. Thơm nhỉ. Vãi chóng luôn.
Vậy là chín rồi các bạn ạ. Đó, tiên bỏ ra nhấc ra thôi. Khói đun trà dễ dập tắt khói đi nhá. Đấy, anh em mình chuẩn bị lá chuối rồi, đổ ra. Đó. Ui giời. Nhìn ngon không? Các bạn nhìn ngon chưa này? Đó, đây mực một lắng gọi là lướng sa tế siêu cay các bạn ạ. Bây giờ tiến đâu lấy kéo đây. Lấy kéo để cắt cái này. Cắt ra để thưởng thức các bạn nhá. Nhìn ngon quá. Ui giời ơi. Cắt miếng nhỏ dài dài ấy. Đúng rồi. À thử. Rồi. Rồi. Cắt miếng nhỏ ra. Rồi các bạn ạ, đó, bây giờ anh mình sẽ cắt như này ra để ăn này. Cắt miếng nhỏ ra. À ui. Nhìn ngon không? Đây bên vai. Hả? Nóng về đợi một tí nữa xong cắt được. Đó, bây giờ mình cắt. Ôi, nhìn không nó ngon vãi chưởng rồi các bạn ạ. Đến nữa là thử cái dâu thôi mà. Rồi. Đấy, thử trước thôi, chứ các bạn xem ăn thử mà. Thấy như nào? Cành cây dai dai. Ngon không? Mùi bơ nữa, ngon. Ngon đấy. À, bây giờ Tiến sẽ cắt ra rồi anh mình bắt đầu vào thưởng thức các bạn nha. Đun trà chuẩn bị vào thôi. Nhìn ngon quá rồi các bạn ạ. Cầm nước ạ. Rồi cắt ra đây. Còn gì ngon bằng. Và anh mình đã cắt xong rồi các bạn ạ. Đây thực sự là trời đang rất là nóng. Là mình đang toát hết cả mồ hôi, gọi là lướng xong bên này mất khoảng độ nửa tiếng ấy. Nóng quá cả trưởng luôn. Mình sẽ làm một lon bia các bạn ạ. Mình mới chú làm một lon bia, còn hai thằng chế nghé này thì gọi là sẽ uống nước ngọt các bạn ạ. Nước ngọt sống rồi. Hôm nay mua bia Hà Nội cho uống thôi. Hai này thử trước mời các bạn đi. Thử trước rồi mời các bạn xem nào. Nhìn rất là ngon luôn các bạn ạ. Mời các bạn nhá. Làm mấy dâu. Mời các bạn nhá. Mình mời các bạn nhá. Ngon. Ui. Dai dai, ăn dai giòn. Thực sự của mình đang rất là nóng các bạn ạ. Bây giờ lướng mất một khoảng thời gian ở gần nửa ấy. Trời thì không một tí gió nào, nóng vãi cả trướng luôn. Bây giờ mình sẽ thử xem ăn ngon hay không. Thế nào Nhung? Ăn được, ăn mắc ngon rồi. Cay của sa tế. Mình sẽ thử một miếng dâu các bạn ạ. Nhìn rất là ngon luôn. Một rất nhiều nhưng mà kiểu này kiểu ngon. Đúng rồi. Cay ngon đấy nhỉ? Nó vẫn có vị dai, vẫn dai dai đúng không? Vâng. Mà... đây là mực một lắng thì nó tức là chỉ phơi qua một lắng thôi. Xong rồi nó đóng gói vào, kiểu như vẫn tươi rồi. Nó chỉ phơi qua một lắng, nó đóng gói vào rồi nó bán cho mình. Nó kiểu dạng đặc sản ấy. Nó không như mực khô. Mỗi một loại nó khác nhau. Ngon. Đứng qua sa tế cay cực luôn các bạn ạ. Cay ăn ngon. Cay đi. Mời chú. Quá. À, nước còn mát không? Thế rồi. Còn này, mực bên trong trắng trắng nhìn ăn rất là ngon luôn. Ngại nhỉ? Đúng rồi. Chú gọi. Tới đây. Đây đi rồi đây. Ngon này. Thực sự là không có gì tả cái cảm giác này. Ngồi ngoài đồng ăn. Wow, tê. Tí lưỡi à? Hơi nóng. Nó hơi nóng bởi vì lắp điều hòa đây á. Sự rất nóng các bạn ạ. Bởi vì mình đang toát hết mồ hôi này đó. Các bạn chỉ cần ủng hộ anh em mình để anh em mình có động lực. Kể cả là trời nóng 450 độ anh em mình vẫn ra trời nắng để quay cho các bạn xem, ok. Ăn cái này rất cay các bạn ạ. Bởi vì mình ướp ướp sa tế siêu cay các bạn ạ. Ướp sa tế, cả hai cái lọ sa tế ướp vào. Mực thì nó ngấm. Đá về lửa tiếng ấy. Anh em mình nhóm củi được gì chắc phải lửa tiếng. Rồi lướng, giờ ăn vừa ăn vừa suýt xoa rất là cay thôi. Nhưng mà thực sự là rất là ngon luôn. Mực một lắng. À, cay á, cay có bể ấp. Đây đâu bể ấp đâu. Đây là spy. Đây là dùng bể ấp. Nóng quá cả mồ hôi luôn. Ướt hết cả người rồi. Dâu gì ăn ngon nữa này. Lướng nó cũng khô khô thì một tí nữa ăn càng ngon. Nó dai, cảm giác nó dai dai. Cay phê vãi các bạn ạ. Một con này ngày đéo biết đường đi à? Đéo quanh quẩn ở đấy, đi thẳng đây ra đây. Đang ra đây rồi. Vẫn nhầm đường.
Đấy, vòng ngay theo đường này. Ờ, sát kia này, không nội vào kia này. Đó, các bạn hãy ủng hộ cho mình nhá. Trời rất là lắng. Đấy, nhìn vẫn quay cho các bạn xem đây, các bạn nhìn thấy trời lắng lắng vào mặt mình à. Đấy, rất là anh đây anh lắng này. Quay vào chói hết cả mặt luôn. Đấy. Mình thì trình than gió ngồi à. Đen đôn trời đen sẫm rồi các bạn ạ, nhưng mà đi ra đường vẫn còn mặc áo chống nắng, không hiểu là mặc để làm cái gì luôn. Người lúc nào đen bóng nhạy ra. Làm trắng. Để ta. Bởi vì anh mình quết thêm bơ vào nên là có mùi bơ rất là thơm luôn. Nhai từng tí và thưởng thức cảm nhận cái vị ngọt bên trong cái con mực này. Cảm giác ngọt cực luôn ạ. Đúng không? Cái lắm à. Thêm cái sa tế cho là ngon. Thì mới sa tế cho hai lọ sa tế vẫn thừa, gọi là vẫn thừa mà. Thư ấy nhời mẹ đoạn này. Đây đơn đơn trèo qua kia rồi đấy, ông trèo là đi qua kia đấy, tọt mẹ người kia giờ. Cá là thịt rồi nhỉ? Thịt vừa đúng là tôi xuất bao nhiêu gà? Hết thịt à, bán hết chưa? Đi đấy không đi quán ra đầu kia. Đấy sao xuống đi luôn được kia? Nhảy kia thì chả nhảy. Sau lúc về mẹ nó tâm nhiều, nó cá đến thì lại đi. Trông từ sáng là chưa được con nào luôn. Con chưa vàng này. Con chưa vàng lấy cụ cầm đấy. Con nhìn như kiểu con bát bươi nhỉ. Đây là câu giật phát rồi. Đấy chúng mình bên này làm dây con điên nổ đứt mẹ cả lưỡi. Đấy em một ngồi vào đây. Con ngồi xem này. Đấy xem này. Bên trái ngồi em chứ. Ra đây ngồi. Đây nước ngọt đây. Nước ngọt. Quay chưa? Đấy đang quay đây. Ngồi ở nó vào. Đấy chú nước ngọt quay mày quay đấy. Bật nó bia đi rồi. Thưởng thức mực mẹ mực mực một lắng. Mực một lắng. Đang ngồi đây. Một lắng nướng. Thôi. Không ngồi chỗ cỏ hương ao nhá. Ngồi quay mặt đây. Ngồi đây để tức là ngồi đây để mai lên tivi nhá. Không vào xem lại video là thấy. Có biết mấy anh này không? Nhớ anh này không? Con nhớ không? Nhớ nó biết hết rồi. Em nó ngại các bạn ạ. Ngại bởi vì đây là lên câu trên đầm đoạn gần Nhật Tiến ấy thì thấy ở đây thì gọi là vào đây để ăn thử cái món này đấy. Nhưng mà hỏi nãy thì chú bảo là biết hết cả các anh này, nhưng mà bây giờ các anh hỏi là không dám nói, không ngại các bạn ạ. Mai lên tivi là ngại không? Đó. Mai mặn. Đó thì là cũng nói. Đi. Mới khi được lên tivi nhỉ? À. Có biết hết hai anh này đúng không? Chúng đi thử đây. Không ngại ấy. Ăn đi. Ăn đi. Vâng. Thử ăn cho ăn đi cho mày. Đây vừa làm là hôm nào đấy mẹ đi ra để cho đang để xuống dưới. Ăn đi. Bán một lần nữa là ra bán rồi. Đưa vợ được hai ông con hàm xì buổi sáng. Hai người rồi. Cái này ấy đà nó thưa quá. Vẫn ít tôm. Lên tivi có ngại không? Anh hỏi hôm nào. Vậy đi nào. Ăn đi. Em nó rất là ngại các bạn ạ. Ok. Mình anh mình gọi là ăn dân dã này thôi, rất là vui. Chỉ cần các bạn ủng hộ là like và chia sẻ video để ủng hộ anh mình thôi. Ok, để gọi vậy là anh mình là cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều rồi. Đó, các bạn hãy ủng hộ anh mình nhá. Giờ anh mình sẽ dừng clip ở đây. Anh mình sẽ gọi là đánh chén lút chỗ mực này và anh mình sẽ đi về. Mất cả buổi chiều rồi để quay được một cái clip. Ok, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye.